Xin chào, đây là bản tin VFTV 247. Trước khi đến với những tin chính, anh em hãy dành cho Trang những lượt like, những nút chia sẻ để đông đảo khán giả biết tới Việt Nam Football TV. Xin cảm ơn anh em. MU đạt thỏa thuận trị giá 80 triệu euro với trụ cột Atletico. Seoul hiện đang có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 150 triệu euro. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch, giá trị của anh đã bị giảm xuống còn khoảng 80 triệu euro và đây là mức giá mà Manchester United có thể chấp nhận được. Cách đây không lâu, MU được cho là đã có những bước tiến lớn trong thương vụ chiêu mộ tuyển thủ người Tây Ban Nha khi đã chuẩn bị gói thầu 230.000 euro tiền lương để chào mời Seoul. Đây là khoản tiền lương gần gấp đôi so với những gì cầu thủ này đang nhận tại Atletico, chỉ 130.000 euro một tuần. Với mức lương hậu hĩnh này, nhiều nguồn tin khẳng định MU đã thuyết phục được Seoul. Vấn đề lúc này chỉ còn là ngồi vào bàn đàm phán mức giá chuyển nhượng với đội chủ quản Atletico. Mesut Ozil quyết bám trụ ở Arsenal. Mesut Ozil năm nay đã 31 tuổi, là cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Arsenal với mức thu nhập lên tới 350.000 bảng một tuần. Tiền vệ này đã sa sút phong độ trông thấy kể từ khi ký hợp đồng mới vào tháng 1 năm 2018. Anh bị xem là gánh nặng của pháo thủ từ mùa giải trước nhưng vẫn quyết tâm bám trụ lại Emirates. Trong diễn biến mới nhất, người đại diện của Ozil, Okusogut nói thẳng rằng tiền vệ này sẽ ở lại Arsenal đến hết hợp đồng bất chấp các tin đồn chuyển nhượng đến Fenerbahce. Okusogut nói trên bên Sport, Mesut có 1 năm hợp đồng với Arsenal và không có gì thay đổi trong chuyện này. Vì vậy, chỉ có thời gian mới biết những gì xảy ra tiếp theo. Mesut sẽ 32 tuổi vào năm sau và cậu ấy sẽ còn vài năm nữa trong sự nghiệp. Khi đó, cậu ấy và gia đình sẽ đưa ra quyết định, điều đó tốt nhất cho tất cả. Tôi không thể bình luận về tin đồn giữa Mesut và Fenerbahce vì tôi không có quyền nói chuyện này theo quy tắc bảo mật. Hazard bình phục chấn thương, trở lại tập luyện cùng Real Madrid. Eden Hazard bị chấn thương trong trận thua 1-0 của Real trước Levante vào ngày 22 tháng 2. Anh phải sang Mỹ phẫu thuật và được dự đoán khó lòng trở lại khi mùa giải 2019-2020 kết thúc. Thậm chí thể lực dự Euro 2020 còn bị nghi ngờ. Nhưng đại dịch Covid bùng phát vô tình giúp Hazard có cơ hội đóng góp cho Real ở chặng cuối. Cầu thủ 29 tuổi này đã tuân thủ một chương trình hồi phục vô cùng nghiêm ngặt trong quá trình tự cách ly như các đồng đội của Real khi Tây Ban Nha bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus Corona và phải phong tỏa quốc gia. Huấn luyện viên Roberto Martinez tiết lộ Hazard gần như đã sẵn sàng trở lại vào tháng trước. Quá trình hồi phục của ngôi sao này cũng lạc quan hơn dự đoán ban đầu và có thể tham gia tập luyện với phần còn lại của Real vào đầu tuần. Sané chưa tới, sao khủng Bayern đã vội tính chuyện ra đi. Sau khi hai huyền thoại Arjen Robben và Frank Ribery rời Bayern Munich, Serge Gnabry và Kingsley Coman trở thành bộ đôi tiền đạo cánh số 1 của đội bóng nước Đức. Tuy nhiên, chỗ đứng của Kingsley Coman có thể bị đe dọa nếu Sané cập bến Allianz Arena. Nhiều nguồn tin ở Đức xác nhận, khung sắm đang quyết tâm chiêu mộ bằng được ngôi sao của Man City. Dù chưa biết mọi chuyện cuối cùng sẽ ra sao song từ lúc này, cầu thủ người Pháp đã có những toan tính cho tương lai. Trước đó, ngôi sao 23 tuổi cũng mập mờ về chuyện gắn bó với Bayern Munich. Đội bóng nước Đức trong mọi trường hợp vẫn muốn giữ chân Coman, nhưng nếu anh bị dao động, họ sẽ không ngăn cản được. Được biết, gã khổng lồ của bóng đá Đức muốn ít nhất 45 triệu euro cho cầu thủ này. Real Madrid sẵn sàng bán James Rodriguez cho đội bóng láng giềng. Kể từ khi trở lại Real từ Bayern Munich sau thỏa thuận cho mượn chấm dứt, tiền vệ James Rodriguez không được huấn luyện viên Zidane trọng dụng. Tuy vậy, nhiều đội bóng tại châu Âu vẫn đánh giá cao ngôi sao người Colombia. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tất nhiên muốn bán sớm James bởi để càng lâu giá trị cầu thủ càng mất giá. Ngoài ra, hợp đồng của cầu thủ này với Real cũng chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm 2021. Theo thông tin mới nhất được AS đăng tải thì Atletico Madrid đang nổi lên như là ứng cử viên sáng giá cho chữ ký của James Rodriguez. Lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng mà họ đã gửi tới được hàng xóm Real Madrid chấp thuận. Bản thân James cũng hứng thú với Atletico. Huấn luyện viên Diego Simeone tin rằng với kinh nghiệm chơi bóng ở La Liga, tiền vệ sinh năm 1991 này sẽ nhanh chóng hòa nhập ở sân Wanda Metropolitano. Và đó cũng là tin tức cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Anh em hãy cho mình lượt share và comment ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye.